Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bài giảng ngày hôm nay của tôi đụng chạm khá nhiều khía cạnh trong hôn nhân gia đình, dạy dỗ con cái và trong hội thánh. Đụng chạm khá nhiều vào cuộc sống chúng ta sống tại nước Đức này là nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa, Việt Nam và Đức. Nó đụng chạm rất nhiều vào cách dạy dỗ và bạn đang đối diện với sự conflict hay là sự va chạm của hai thế hệ. Con chúng ta sinh ra tại Đức, chúng ta sống và trưởng thành tại Việt Nam. Hai nền văn hóa đó đụng chạm vào nhau. Chúng ta ca ngợi văn hóa Việt Nam thuần túy tốt, còn chúng ta ca ngợi văn hóa Đức tự do dân chủ. Và cái gì đối với chúng ta Đức là tội, cái gì đối với con chúng ta Việt Nam là tội. Và cứ choảng nhau như vậy. Và cuối cùng chúng ta chưa tìm ra được cách giải quyết thật là cụ thể. Ngày hôm nay, đề tài của tôi muốn chia sẻ về tự do hay là luông tuồng, tự do hay là loạn lạc. Hiểu rõ về tự do như thế nào, đó là điều chúng ta cùng nhau đề cập tới bài giảng gần một tiếng ngày hôm nay. Sách Côrintô 2, đoạn 3 câu 17. Bạn nếu được gặp những trường hợp khi bạn nói rằng con không được đi chơi với bạn quá muộn, sau 10 giờ không được quyền, bạn nó nói rằng mẹ cổ hủ, Đức thoải mái, được quyền cặp đồ, được quyền sống thử trước hôn nhân. Ở Đức là như vậy, tự do là như vậy, mẹ không biết gì, ông bố bảo bố biết gì. Tất cả những cái đó bạn bắt đầu bạn bị sợ, bởi vì bạn tiếng Đức kém hơn, bạn không có mối quan hệ với cộng đồng người Đức. Thành ra nó cứ lấy cái gì Đức là nó dọa. Và bất cứ điều gì mà dính tới Đức, bắt đầu mình cảm thấy sợ và nhột. Hãy nhớ, sự chân thật không che đậy sự thô lỗ và hốt láo. Sự lễ phép không là bình phong để cho bạn thực hiện những ý đồ bảo thủ và phong kiến. Cái đó chúng ta cần phải phân biệt thật rõ ràng. Ở câu Kinh Thánh nói rằng, và Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Song song với câu này có một câu khác, Côrintô 1 đoạn 14. Lời Chúa nói rằng ở đâu có Đức Thánh Linh hiện diện, ở đó có sự tự do. Như vậy có nghĩa là khi Chúa hiện diện, tôi được quyền xả láng, vì tự do mà. Tôi được quyền làm cái gì tôi muốn. Không. Câu Kinh Thánh thứ hai để cân bằng hơn cho tôi và bạn. Lời Chúa nói rằng, Côrintô 1 đoạn 14, tâm thần của đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri, và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, mà là Chúa của sự hòa bình. Đây là câu Kinh Thánh mà cân bằng với cái gọi là ở đâu có Đức Thánh Linh, ở đó có sự tự do mà luông tuồng. Lời Chúa nói rằng tâm thần đấng tiên tri suy phục những cử chỉ hành động của đấng tiên tri đó. Bạn không thể nói rằng, ôi Chúa hành động thế nhưng tôi không giữ được tay tôi, nó cứ run rẩy như vậy. Không. Chúa là đấng mà không bóp chết và kiểm soát hay là loại bỏ ý chí của bạn. Sau khi bạn tin Chúa, bạn về vẫn nhìn thấy vợ là vợ của bạn, chứ không phải là bà lái. Bạn vẫn có thể quyết định được bạn mặc áo gì, ăn đồ gì và ngủ lúc bấy giờ. Chứ không phải là vì Chúa là đấng tự do nên Chúa đang hành động thế nhưng tôi thức đêm ngủ ngày và nói lung tung mà không biết mình nói cái gì, không gây dựng được người khác. Mục tiêu ở đâu có thần của Ngài, ở đó có sự tự do. Tự do đó làm gây dựng hội thánh và những con người ở trong hội thánh đó, chứ không phải tự do loạn lạc và luông tuồng. Không thể lấy sự tự do đó để bao che cho sự phạm pháp được. Tôi không thể nói rằng vì tôi là mục sư hội thánh, tôi sống trong thời kỳ ân điển, thành ra là tôi yêu, tôi không cần phải đèn đỏ, cứ thế phóng. Dạ xin mời ông phóng, ông cứ phóng. Nhưng mà tai nạn sẽ xảy ra và mất bằng. Tâm thần của đấng tiên tri suy phục đấng tiên tri. Lời Chúa có thể giúp cho tôi và bạn kiểm soát được hành động của mình. Lòng bên trong của tôi, bên trong của bạn có thể suy phục được những hành động của bạn. Mọi người hiểu không? Bạn có thể run rẩy được, không ai cấm bạn. Nhưng nếu cái run rẩy đó ảnh hưởng tới người khác thì bạn cần phải stop lại. Mọi người hiểu không? Ở bên Nga có một cái chị cứ lúc nào bắt đầu vào cầu nguyện là tôi nói rằng chị, tôi nhìn thấy chị lần thứ ba rồi. Bao nhiêu người tới hội thánh chị không thể mà kêu la như vậy, mà run rẩy như vậy. Chị nói rằng nhưng mà Chúa hành động,
nhưng mà Chúa hành động. Tôi bảo ok, chị có thể kiểm soát được chứ? Chị bảo không, Chúa hành động tôi không kiểm soát được. Tôi bảo ok, tôi sẽ giúp chị. Mỗi một lần như vậy sẽ có hai thiên sứ của ban trật tự hội thánh đứng bên cạnh, bốc chị đi ra khỏi phòng, ra ngoài toilet đứng đó mà run rẩy thoải mái. Chị có thể tự do một mình, muốn lăn lộn, muốn la hét, muốn run rẩy, nhưng một mình chị thoải mái. Nhưng ở trong một cái buổi nhóm ảnh hưởng tới người khác thì không thể được. Trong bài giảng của tôi chị cứ run rẩy như vậy không thể được. Và sau khi ba lần thiên sứ bay ra khỏi phòng là hết run rẩy. Dạ, tôi muốn nói như vậy để cho chúng ta được biết rằng cần phải kiểm soát được con người của mình. Amen. Chúa không phải Chúa của sự loạn lạc. Có một số những con người họ rất nghiêm túc khi vào những siêu thị của Đức hoặc là đến công ty Đức làm việc đúng giờ, nhưng mà đến hội thánh thì họ chạy bừa lắm. Bởi vì họ biết rằng ở trong hội thánh không có policy, ở trong hội thánh không có phạt tiền lương của họ, thành ra họ thích thoải mái quậy phá. Cái đó là cái không được. Chúng ta phải trước sau như một, con người sống không hài lòng. Amen. Hallelujah. Bởi vậy cho nên lời Chúa nói về sự tự do. Đoạn kinh thánh tiếp theo, sách Giăng đoạn 8, đây là lời Chúa Giêsu kể lại về chính bản thân Ngài để chúng ta hiểu rõ thế nào là tự do, thế nào là độc lập. Câu chuyện Chúa Giêsu kể lại như sau này. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng khi các ngươi treo con người lên, con người này là viết hoa. Không hiểu các cháu thanh thiếu niên nghe tiếng Việt không hiểu thì cần phải có tai nghe không? Có máy dịch đúng không? Ok, nếu ai mà nghe tiếng Việt không hiểu có thể lấy tai nghe nhá. Con người ở đây viết hoa đang ý nói về Chúa Giêsu. Khi các ngươi hay là khi ta được treo lên, lên khỏi đất, bấy giờ sẽ biết ta là ai và biết ta không tự mình làm điều gì. Giêsu là một đấng tự do, nhưng mà Ngài lại cho chúng ta một định nghĩa thật là bị sốc về sự tự do. Sự tự do của Ngài là hoàn toàn phụ thuộc vào một đấng nào khác. Ngài nói rằng trong lúc ta hoàn toàn được tự do là lúc ta hoàn toàn không tự mình làm được điều gì. Nhưng nói điều cha ta đã dạy, đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Tiếp theo, bởi Đức Chúa Giêsu nói như vậy nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Có hai loại người, một là những kẻ tin Ngài, hai là môn đồ của Ngài. Và Chúa nói với những kẻ tin Ngài là những kẻ nào tin ta mà tiếp tục hằng, có nghĩa là luôn luôn, có nghĩa là bền đổ, có nghĩa là thường xuyên, không phải hôm nay thế này ngày mai thế kia, thường xuyên hằng bền đổ, kiên trì không đầu hàng, giống như rễ cây đâm xuống dưới đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây vậy, thì các ngươi sẽ mang lại bông trái trong đời sống của mình. Các ngươi thật là môn đồ của ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Từ biết ở đây không phải là chỉ nghe, từ biết ở đây không phải là chỉ biết về, mà biết ở đây là hiểu biết chân lý, giống như người nam hiểu biết vợ của mình đẻ ra con vậy. Mọi người hiểu không? Adam nhận biết Eva và sinh ra những đứa con trai, con gái. Cái từ biết ở đây này, nó là sự quan hệ gần gũi với chân lý, ăn nằm với chân lý, ở trong phòng kín với chân lý, và lời chân lý đó sẽ mang lại cho mình cái thai ở trong bụng và hay trong đời sống của mỗi chúng ta. Thế là lời Chúa nói rằng nếu các ngươi hằng ở trong lời của ta, từ đạo này không phải là tôn giáo, đạo là lời, vì kinh thánh dịch thời kỳ năm 20-30 thế kỷ trước dùng một số từ tiếng Hán. Thế là từ đạo này không phải là một tôn giáo, mà dịch đúng là nếu các ngươi hằng ở trong lời dạy của ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ hiểu biết, sẽ nhận biết, sẽ ăn nằm, sẽ ôm ấp, sẽ gặm nhấm, sẽ nhai đi nhai lại, sẽ suy ngẫm chân lý. Và chân lý, chỉ có chân lý mà các ngươi nhận biết thì mới giải phóng các ngươi. Không phải tất cả những sampoon chống gầu sẽ diệt gầu ở đầu bạn, nhưng chỉ có sampoon chống gầu nào mà bạn biết cách gọi và sử dụng cho đầu của mình thì đầu của bạn mới hết ngứa. Chứ không phải có nhiều người kẹp nách với thánh kinh. Đi đâu cũng nói ra này này, tôi có thánh kinh luôn luôn bên mình. Ăn ngủ với thánh kinh, xin lỗi. Lời Chúa nói không phải là bạn ăn ngủ với cái quyển sách giấy trắng mực đen này,
mà nói rằng cái lời ở trong này này nó mới là điều quan trọng cơ. Cái lời ở trong này mới là quan trọng cơ. Amen. Amen. Hằng ở trong lời của ta thì các người là môn đồ của ta. Môn đồ thật của ta là nhận biết chân lý, và chân lý sẽ cho các ngươi được tự do. Nhưng câu kinh thánh tiếp theo, như vậy không còn cách nào khác nhận được sự tự do nếu không qua nhận biết chân lý. Người Giu-đa thưa rằng chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tội mọi ai. Đây là câu nói dối. Họ đang sống trong ảo tưởng. Người Do Thái đã từng làm nô lệ Ai Cập, họ quên mất quá khứ. Đã từng làm nô lệ cho Babylon, đã từng làm nô lệ cho Canh Đê, và bây giờ họ đang làm nô lệ cho La Mã. Mà những con người này mù mắt đến mức độ sự thật hiển nhiên bên cạnh mà họ chối bỏ. Họ nói rằng chúng tôi chưa là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mỏi của ai. Vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Giêsu đáp rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mỏi của tội lỗi. Tiếp theo, và tôi mỏi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Tôi mỏi có thể đến lúc mà cha hay là ông chủ sẽ đuổi ra khỏi nhà, nhưng con mà đẻ ra từ ông đó, nó có hư thế nào chăng nữa thì cha của nó sẽ tìm cách dạy nó. Thế ra lời Chúa nói rằng tôi mỏi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Bởi vậy cho nên mỗi một người ngồi tại đây, tại sao khi bạn tiếp nhận Chúa Giêsu, bạn được trở nên quyền phép của con cái Đức Chúa Trời là như vậy đó. Khi bạn là con cái Đức Chúa Trời, bạn không bỏ nhà và không bị đuổi ra khỏi nhà đâu. Còn tôi mỏi, một câu khẳng định, không ở luôn trong nhà. Vậy nếu con viết hoa là Chúa Giêsu đấy, nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Và Kinh Thánh vừa rồi ngắn gọn câu chuyện kể lại cho chúng ta thấy một trong những điều mà chúng ta cần phải sốc lại định nghĩa rõ ràng thế nào là tự do và thế nào là bị kiểm soát độc lập. Chúa nói ta là đấng tự do, cho nên ta mới có thể giúp các ngươi được tự do. Như vậy chúng ta cùng nhau xem lại con người Chúa Giêsu tự do như thế nào. Ngài nói rằng ta không tự mình làm được điều gì. Như vậy dường như sự tự do nó có liên quan tới bạn phải buộc vào một cái gì đó thì mới buông tha khỏi cái gì đó. Nhưng rất tiếc là vì chúng ta buộc nhầm vào một điều không đúng, cho nên mình bị làm nô lệ cho điều đó mà vẫn không được buông tha khỏi những cái khác. Bởi vậy cho nên chúng ta cùng nhau xem bài giảng ngày hôm nay một cách thật là cụ thể. Tự do thật có nghĩa là chúng ta phải buộc chính xác vào ai đó, vào một điều gì đó cụ thể và đúng, thì mới có thể được tự do khỏi một điều gì đó mà bạn muốn được giải thoát. Khi tôi nghiên cứu về đề tài này, tôi bỗng nhiên lật lại từ điển tiếng Việt để hiểu xem hai từ độc lập, vì sự tự do có liên quan tới độc lập, để thử xem định nghĩa người ta nói gì về hai từ này. Anh chị muốn nghe không? Nào chúng ta cùng nhau dần dần. Có một vị mục sư tại bên Nga đang đặc trách Hội Thánh Việt Nam. Ông gọi điện thoại cho tôi nói rằng: Mục sư Hùng ơi, hãy cho tôi những lời khuyên để làm sao tôi giúp cho những người Việt Nam là tín đồ của tôi là giải phóng khỏi tư duy, làm sao cho họ thay đổi. Đây là điều mà chúng ta cùng nhau xem xét. Những bước đầu tiên, những viên gạch. Từ điển tiếng Việt có định nghĩa độc lập là sự tự tồn tại, không nương dựa, không phụ thuộc vào ai. Đó, định nghĩa độc lập là như vậy đó. Độc lập là tự tồn tại, không nương dựa, không phụ thuộc vào ai. Dường như chúng ta nghe câu định nghĩa này, nó giống như là một cái nhóm người vừa uống, ăn, chơi bài, xong cười đùa với nhau vậy. Tôi được độc lập. Đứa con nói với bạn bè là tôi độc lập rồi, không còn phụ thuộc vào ông bà bố nữa rồi. Ngủ lúc nào thích, ăn lúc nào thích, dậy lúc nào thích, độc lập. Nhưng nếu như chúng ta cùng nhau suy xét thật cụ thể, không một người nào ngồi tại đây có thể độc lập. Tôi không độc lập, ngay cả khi đẻ ra, sinh ra trên đất này, tôi phải được mẹ tôi mang thai. Tôi phải sống nhờ vào tim của mẹ tôi 9 tháng đó. Tôi phải đi nhờ chân của mẹ tôi. Và khi được đẻ ra rồi, họ cũng sẽ không để tôi độc lập. Độc lập
là nhà tôi ở vườn chuối đó. Họ vẫn nuôi tiếp tục tôi ở trong cánh tay của họ. Tôi không độc lập, bạn cũng không độc lập đến ngày hôm nay. Bạn ăn bát cơm và vào miệng đó. Ai đã gieo cái hạt thóc đó để cho bạn có hạt cơm trắng mà ăn? Ai có thể giúp cho bạn hạt gạo làng ta có vị phù sa? Nếu không phải những người nông dân họ làm, đâu có độc lập được. Nếu như bạn muốn độc lập, hãy tự lấy thóc mà gieo, tự chăm bón, tự cày, tự gặt, tự giã gạo rồi tự nấu ăn. Độc lập, cái áo của tôi mặc phải nhờ tới ai đó dệt, ai đó trồng bông, ai đó nhuộm, ai đó may để tôi có được ngày hôm nay. Độc lập về tâm trí à? Tôi đâu không có thầy đố mày làm lên. Ai đã dạy tôi tập đọc, tập viết? Bởi vậy cho nên chúng ta, cuộc sống ngày hôm nay là tổng hợp của mọi mối quan hệ. Bạn không thể nói rằng tôi tự sống, thế giới này chỉ có một mình tôi. Như vậy bạn chỉ hơn AQ một chút thôi. Amen. Hallelujah. Nào chúng ta đi tiếp. Nhưng bắt đầu khi bạn lên tuổi 18, 19, bạn bắt đầu lấy vợ. Bạn nói rằng tôi độc lập. Bạn ơi, đó là tuổi trưởng thành. Bạn chỉ độc lập khỏi một cái giai đoạn nào đó để lại nhập vào một cái giai đoạn khác. Bạn độc lập hay là lìa khỏi cha mẹ của mình, nhưng bạn lại dính líu với một nhân vật khác, anh chị em. Cuối cùng, nhìn lại toàn bộ cuộc đời của tôi và bạn lại là một bức tranh dạy chúng ta rằng chúng ta luôn phụ thuộc vào những con người sống bên cạnh chúng ta. Hãy học sự khiêm nhường. Bạn ra đời cần phải có một người mang thai và dặn, rồi sau đó ai đã cắt rốn cho bạn. Bạn rời khỏi đời này phải có bốn ông khiêng bạn đi dòng sông chôn. Không tự lập được, amen. Không tự sinh ra cũng không tự chôn. Chúng ta cần người khác, amen. Hãy quay sang người ta nói rằng vấn đề nằm ở chỗ này này. Như vậy có nghĩa là, định nghĩa lại rõ hơn, độc lập có nghĩa là sự tồn tại, sự nương dựa, sự phụ thuộc một cách có ý thức vào ai đó đúng và một điều gì đó đúng. Bạn cần phải hiểu được tự do. Cái này khi bạn hiểu được vấn đề này, bạn rất dễ nói chuyện và dạy dỗ con của mình, để bạn không quá thái cực ngăn cấm nó, hoặc là cho một cách tự do quá trớn. Tự do, từ điển tiếng Việt cũng định nghĩa rằng tự do có nghĩa là tôi được quyền làm những gì mình muốn. Tự do có nghĩa là tôi được quyền làm những gì mình muốn. Nghe rất là hay. Bạn được tự do sống. Amen. Amen. Không ai cấm bạn tự do sống. Nếu tự do là tôi muốn làm gì tôi làm đều được quyền làm. Tôi đang sống tự do, bỗng nhiên có ông Lê Hữu Cẩn lại muốn tự do giết tôi. Đó, ông ấy bảo tôi không được tự do. Vì bây giờ tôi tự do muốn làm gì tôi muốn, tôi muốn giết ông. Thì tôi phải chạy trốn khỏi ông Cẩn. Tôi bảo tôi muốn tự do sống. Vì chúng ta cùng nhau dâng cao khẩu hiệu tự do là muốn làm gì thì mình làm. Thế nên tôi đang muốn sống như vậy, ông Cẩn lại bảo là tôi muốn tự do giết ông. Bây giờ phải làm sao? Điều gì có thể làm cân bằng? Điều gì có thể làm cân bằng giữa hai cái tự do này? Cái đó gọi là pháp luật. Pháp luật được đặt ra để cân bằng, không phạm pháp. Bạn được quyền tự do nhưng không làm hại người khác. Mọi người hiểu không? Cái đây không lâu, cái đây khá lâu, ở Grunau có một cô tín đồ người Đức đến hội thánh của chúng ta. Cô đến, cô rủ dê một số người đến cái nhóm của cô ấy, rồi cô rủ dê vợ của một người trong hội thánh là người Đức bỏ hội thánh. Tôi mới đến, tôi gặp cô đấy, cả vợ của cái người kia, rồi có phiên dịch ngồi cùng trong bureau nói chuyện. Và tôi sao cô làm như vậy? Cô nói rằng ở đây là người, ở đây là nước Đức, tôi được quyền tự do làm gì tôi muốn. Tôi bảo đúng, tôi rất tôn trọng tự do nước Đức, nhưng hãy nhớ một điều, có luật pháp. Chị tự do làm gì thì làm ở ngoài đường phố cái kìa, còn khi vào nhà của tôi thì phải tôn trọng quy tắc của nhà tôi. Nếu không, police có thể đến đưa chị ra khỏi nhà. Chị nói chị được quyền tự do làm gì ở trong nhà này là chị muốn. Nhưng cái nhà này này, tôi cũng có quyền tự do của tôi, không cho phép chị bước chân vào cái nhà này từ ngoài cổng cả. Thế là chị được quyền vào đấy thì chị cũng cần phải chấp nhận một số những quy tắc ở đây.
và tôi muốn vào đây để cứu một số người mà các vị đang giảng để cho họ trở thành người Việt Nam hết. Tôi bảo nhầm rồi chị, chúng tôi là người Việt Nam hết rồi, đâu cần phải dạy để trở thành người Việt Nam hơn. Và chính con người đó, họ đã tìm cách lôi kéo một số người khác và họ không còn đến hội thánh nữa. Và đôi vợ chồng kia được bình an. Bạn ơi, tự do bạn cần phải hiểu thế nào cho đúng chứ không phạm pháp. Amen. Amen. Hallelujah. Tự do định nghĩa đúng là nhận thức những hạn chế của bạn một cách có ý thức. Lấy ví dụ, bạn là người tự do đi xe ô tô khi có bằng, nhưng bạn cần phải biết được luật hạn chế mình muốn phóng một cách nhanh đến thờ phượng đường 30 km/h. Bạn biết được luật bạn hạn chế, mặc dù lòng muốn lắm, lòng muốn phóng 80 cây cơ, nhưng mà bạn là người trưởng thành, bạn phải ý thức được rằng con đường này chỉ 30 km thôi, và sự tự do của bạn là bạn lựa chọn đi đúng luật. Cái đó là sự tự do đấy. Và như vậy chúng ta cùng nhau đi tiếp. Hallelujah. Philip đoạn 2 câu 13. Chúa Giêsu cứu chúng ta, có thể biến chúng ta trở thành một kẻ tôi mọi, nhưng Ngài không làm như vậy. Ngài cứu chúng ta để biến chúng ta trở thành người tự do, tự do trong suy nghĩ của mình. Một người thanh niên da đen đang đứng ở ngoài chợ bán lô lẻ. Người da trắng nọ đang giao bán anh ta với giá như vậy, như vậy, như vậy, bắt đầu đấu giá. Người này tiền, ai sẽ mua? Ông đứng, cậu da đen đứng trên nhìn. Ông ta nhìn thấy ở dưới chợ đó có một vị mục sư già, già ở trong vùng của anh ta, cũng đang đứng để tìm cách mua anh ta. Cậu để vừa đứng vừa nhìn cái lão đó vừa uất tên đạo đức giả, nói về Chúa Giêsu mà lại mua ta là nô lệ cho ngươi à? Người kia nói, ok tôi đồng ý. Ông nói rằng giá của tôi cái này cao hơn, và tiếp tục lại phát giá của người mục sư đó. Người khác nói, tôi mua giá này. Ông mục sư nói, cao giá hơn. Và cậu da đen này trong lúc đang giao bán cậu, cậu rất là tức ông mục sư đó, đạo đức giả, mua lô lệ. Và sau khi người ta gõ xuống nói, tên ông kia được mua, tên da đen, giả tiền xong, ông da trắng mục sư đi trước, cậu da đen đi sau vì là lô lệ của ông ấy mà, đi ra khỏi cổng chợ. Ông quay lại nói, con, bây giờ con thuộc về ta. Con nói đúng, tôi thuộc về ông, với con mắt rất là căm tận. Bây giờ con được tự do, muốn đi đâu thì đi. Còn con bảo, ô, thì ông mua tôi mà. Ông bảo đúng, tôi đã mua anh, nhưng mua anh để anh được tự do, chứ không phải mua anh để làm lô lệ cho tôi. Hãy đi đi, tự do, muốn làm gì thì làm. Và ông quay người ông đi trên con đường lại của ông ấy. Cậu da đen từ trạng thái thù hận, bỗng nhiên cậu quá kính trọng con người này. Cậu tưởng ông ấy đùa, mà ông bỏ đi rồi, chuẩn bị khuất bóng rồi. Cậu mới hiểu ra vấn đề. Cậu đuổi chạy thật nhanh bằng sức thanh niên của cậu để kịp. Giật tay ông lại, ông bảo có chuyện gì? Cậu quỳ gối xuống nói, con xin làm nô lệ cho mục sư. Con xin làm nô lệ cho ông. Và ông đã cho cậu ngồi cùng bàn và nhận làm con. Chúa Giêsu Ngài làm chúng ta y chang như vậy nè. Ngài chuộc và mua chúng ta, nhưng mà lại không phải để cho chúng ta làm nô lệ. Cái gì cho bạn biết rằng Chúa không biến bạn trở thành nô lệ? Câu bí thánh này này. Vì Đức Chúa Trời, Ngài luôn cảm động lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động nô lệ. Không bao giờ ông chủ cần phải cảm động, mất thời gian, lệnh là xong. Bất cần hiểu hay không hiểu, thích hay không thích. Amen. Còn ở đây lời Chúa nói rằng Đức Chúa Trời, Ngài cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Chúa là đấng mà Ngài làm việc trong lòng của tôi và bạn. Ngài giải thích, Ngài dạy dỗ, Ngài khích lệ cho tới khi bạn hiểu và bạn thích điều mà bạn chuẩn bị làm. Hallelujah. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Và dường như đây là một trạng thái trưởng thành thuộc linh. Chúa có một lần nói với các môn đệ của Ngài rằng, ta không gọi các ngươi là tôi mọi nữa, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu. Bạn hữu,
biết những gì mà người kia muốn làm, còn lô lệ hay tôi mọi không biết điều chủ làm. Và đây là câu Kinh Thánh cho tôi và bạn biết rằng, khi mà Ngài không ép chúng ta, Ngài không ra lệnh cho chúng ta, Ngài không bắt chúng ta phải, có nghĩa là Ngài đang tôn trọng sự tự do của bạn. Ngài không vi phạm vào lời Ngài đưa ra là ta ban cho các ngươi quyền tự do lựa chọn. Hallelujah, hallelujah. Kể cả chúng ta có làm sai, Chúa sẵn sàng trả giá cho cái sai đó, nhưng Ngài vẫn không phạm, bắt phải và ra lệnh chúng ta giống như một kẻ lô lệ. Amen. Ai là người làm mẹ, làm cha, giơ tay tôi xem nào. Nha. Đứa con của bạn khi 2 tuổi, 1 tuổi, 3 tuổi, bạn nói rằng tắt tivi, nó tắt tivi. Không ăn kẹo, không ăn kẹo. Không đá vào đây, nó không đá vào đây. Nhưng bắt đầu tuổi thứ 4, tuổi thứ 5, tuổi thứ 6, tuổi thứ 7, bạn nói rằng không ăn kẹo, nó bảo tại sao? Tất nhiên bạn thấy nó hỗn, nhưng mà nếu mà nó biết cách nói chuyện hơn nữa, tại sao Mr thì bạn thấy nó hay hơn, hoặc là tại sao mẹ ơi, bạn thấy nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà trẻ con đôi khi nó trong một cái mạch nó tại sao, bạn thấy nó hỗn. Nhưng bạn ơi, cái câu tại sao mà trước đây mấy năm trước nó không hề hỏi, bây giờ nó hỏi, đó là nhu cầu phát triển của tâm trí con của bạn. Nó muốn biết rằng tại sao lại không. Đây là một cơ hội để bạn trang bị cho con của mình điều mà nó có thể sau này tự do lựa chọn được khi không có bạn đứng bên cạnh. Sau này nó có người yêu, đi chơi một hồi, người yêu nó hỏi ăn kẹo không, nó bảo không. Người yêu hỏi tại sao, nó bảo mẹ dạy. Là nguy hiểm lắm. Nó bảo tại sao không xem tivi, bảo không. Tại sao lại không, bố bảo không. Bạn ơi, tương lai hôn nhân của nó thế nào? Thấy một cái cậu đàn ông to cao như vậy, mà cái gì của nó rằng mẹ dạy, mẹ nói, bố nói như vậy. Chúng ta cùng nhau phải thay đổi. Cảm ơn Chúa. Và khi 7-8 tuổi thì bắt đầu bạn cần phải bỏ thêm thời gian ra để giải thích cho con của mình. Đây là một trong những trường mà đào tạo cho con của mình trưởng thành trong tâm trí. Cho nó biết được tại sao không, tại sao có, và trong hoàn cảnh nào không, quan hệ nào có, để nó có thể tự cho mình quyết định khi không có bạn và tôi đứng bên cạnh. Cái đó cũng là một trong những cách chúng ta trang bị cho nhân sự đó. Sai không phải là xấu, sai không phải là phạm tội. Khi họ sai, hãy chỉ cho họ biết sai. Và nếu họ còn tiếp tục làm sai mà biết đó là sai xấu rồi đó, thì lúc đó mới là phạm tội cơ. Hallelujah. Giô-suê đoạn 1 câu 8. Lời Chúa nói rằng sách luật pháp, hay là luật sách luật pháp Đức Chúa Trời, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng của ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Quyển sách luật pháp này, dường như luật pháp lại bảo vệ và giúp cho những con người trưởng thành khi hiểu biết luật pháp, còn luật pháp lại là bản án trừng phạt cho những kẻ tôi mọi và con đỏ thuộc linh. Phụ thuộc vào bạn thôi. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu tôi nói không? Đây là quyển sách luật pháp. Nó không hề có tội gì hết, nó là thánh. Phụ thuộc vào bạn thôi. Nếu bạn muốn nó có lợi cho bạn thì bạn cần phải trưởng thành thuộc linh. Thì cái này, những cái không được, không được, nó giúp cho bạn tốt hơn. Không được vượt đèn đỏ, không được chiếm quyền ưu tiên của người khác, nó có lợi cho bạn để ô tô khác không đâm phải bạn. Không được uống rượu trong khi lái xe, nó có lợi cho bạn. Còn bọn trẻ con nhá, không được thì mình cứ làm đại, không cho phép, cứ làm đại đấy. Đấy là con trẻ nó làm như vậy. Con người trưởng thành, tất cả những cái đó bạn suy ngẫm thấy có lợi và bạn làm theo. Amen. Đi đường hãy đi sang bên lề này, đừng sang bên lề trái, có lợi cho bạn để không tai nạn ô tô. Còn trẻ con, đặc biệt những người quân khu đấy, mà đi dép nhựa tiền phong, đội mũ cối, đi kiểu này này, là cứ đi cả dàn hàng ngang ngoài đường như vậy này. Mọi người hiểu không? Dân tôi dân Cổ Nhuế, đi học về mà hai xe thồ Cổ Nhuế thôi đó thôi, là cả một cái đàn như vậy, là đi sau ngửi mùi, cứ thế nó nghênh ngang như vậy thôi. Và
họ thì cứ tưởng rằng họ là anh hùng hảo hớn một vùng, nhưng mà cả cái đám người đó nhìn thấy là bất lịch sự và không văn minh. Mọi người hiểu không? Người ta nói đi xe buýt đừng có nói to, mà lại đứng từ đầu xe buýt nói chuyện với người đồng hương ở cuối xe buýt, mà nói chuyện thầm với tao, có chuyện để thế thầm với mày nhá. Và hai người nói qua hàng chục người ở trong xe buýt đó, khác nhổ, ăn nhồm nhoàm tất cả những cái đó. Khi mà bạn hiểu được thì nó lại làm cho bạn tôn cái giá trị của bạn hơn trên những mặt nghề khác. Amen. Chứ không phải hủy bạn. Thật ra những người con trẻ hay là tôi mỏi vì quen bị đàn áp, thì người ta nói có một câu là ở đâu có đàn áp ở đó có vùng lên. Cho nên họ nghĩ rằng những luật này này lại là đàn áp họ thêm, cho nên họ vùng lên để mở đảng đỏ mà không cần biết nó có hại hay nó có lợi. Bởi vậy cho nên hãy quay sang người lân cận nói rằng luật pháp có lợi cho tôi và bạn khi mình phát triển. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Trong tay tôi có cái nhẫn, và đây có một cái cũng là kim loại, nó là sắt bị dỉ. Còn cái này cũng là kim loại nhưng là vàng, không bị dỉ. Khí hậu xung quanh ẩm thấp đã làm cho cái này bị dỉ, còn nhẫn của tôi bóng hơn. Không phụ thuộc vào khí hậu tồi như thế nào, phụ thuộc vào chất liệu của hai cái này làm từ cái gì ra. Luật pháp có thể mang tới mùi chết cho những kẻ chết, nhưng mùi sống, hơi thở sống cho những kẻ sống phụ thuộc vào con người đó là ai lúc tiếp nhận cái lời này. Amen. Bởi vậy cho nên hãy quay sang người lân cận một lần nữa nói rằng quan trọng vẫn là tôi và bạn. Amen. Nước, trời mưa rất là tuyệt vời cho cây cối đông trồi lầy lọc, nhưng nó có thể làm úng những cây lúa ở vùng chiêm trũng. Nắng làm cho cây thật là tốt qua quá trình điều tiết, nhưng nó làm cho những cây khác bị chết cháy. Nước sẽ làm cho đất sét càng ngày càng mềm ra, nhưng khi mà nắng vào nó sẽ làm cho đất sét càng ngày càng cứng hơn, phụ thuộc vào bạn thôi. Hallelujah. Cảm tạ Đức Chúa Trời về luật pháp của Chúa. Galati đoạn 4, đó là câu kinh thánh cuối cùng. Oh hallelujah. Mỗi chúng ta tại đây đều được Chúa Ngài ban tặng cho một lời hứa. Nhưng mà tại sao lời hứa đó vẫn chưa được thành? Tôi không tin bạn tới với Chúa đến ngày hôm nay ngồi tại đây mà không được Chúa kêu gọi hay là hứa với bạn một điều gì. Không có một người cha nào, mẹ nào đẻ đứa con ra mà không có chương trình dành cho con của mình. Và tại sao chưa được thành? Bởi vì lời Chúa dạy rằng, và tôi nói rằng người kế tự giàu là chủ của mọi vật mà đương còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mỏi. Con của bạn dù là vua, là hoàng tử, nhưng nó mới là tuổi 7-8, tuổi cưỡi trâu, tuổi đánh trận giả, tuổi nghịch đất, thì vua Trần vẫn sai người bảo mẫu, quan gia sư về dạy hoàng tử, cho tới khi hoàng tử lớn dần. Bởi vì khi tuổi nhỏ giống như hệt kẻ tôi mỏi, mặc dù là người sẽ kế vị vua nhưng còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mỏi, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Nếu như Chúa hứa với bạn điều gì mà chưa được thành thì có nghĩa là chúng ta cần phải phát triển mình hơn để ra khỏi thời kỳ con trẻ thuộc linh hay là kẻ tôi mỏi. Giống như lời của ông tỷ phú Trung Quốc nói đó, nếu như con tôi nó đủ tài giỏi trưởng thành thì số tiền mà tôi đang có không cần thiết cho nó. Còn nếu như nó mà chưa đủ trưởng thành thì 2 tỷ đô la đó sẽ đẻ chết nó. Đây này. Cho nên tại sao chúng ta chưa giàu được? Tại sao chúng ta chưa thành công được? Chỉ bởi vì chúng ta còn cần phải trưởng thành hơn. Nếu không, thành công đó sẽ đẻ chết chúng ta. Amen. Amen anh chị em. Tại sao chúng ta chưa có tòa nhà riêng? Bởi vì chúng ta cần phải thay đổi chúng ta nhiều hơn. Tôi vừa tâm sự với trưởng lão, vừa trước buổi nhóm, tôi nói rằng có 3 điều đặc biệt
mà Hội Thánh Berlin chúng ta cần phải chú trọng và cầu nguyện nhiều hơn. Một là làm việc có đồng đội. Trẻ con không làm việc đồng đội được. Hai, bạn cần phải làm việc có tổ chức. Ba, phải biết được luật pháp. Tù mù là cả hai và cả đoàn dân xuống dưới hố. Tổ chức mới làm được việc lớn. Không có tổ chức thì chỉ làm được ở xóm, ở làng sau bụi tre thôi. Mọi người hiểu không? Cần phải có chuẩn bị thì càng gió nhiều thì càng thử điện. Còn nếu không gió bão tới là cả làng tốc mái. Điều thứ ba là làm việc đồng đội. Đây là ba dấu hiệu của chúng ta trưởng thành. Và đây là thời điểm mà chúng ta cùng nhau bước vào làm việc đồng đội, làm việc đúng luật pháp, làm việc đúng tổ chức. Và như vậy Chúa sẽ ban phước cho mỗi chúng ta. Amen. Anh chị có để ý trong phòng chúng ta đây không có trẻ con không? Không có đứa 7-8 tuổi ngồi không? Có đứa nào ngồi thì nó đang ngủ rồi. Vì sao? Bởi vì trẻ con đó, tôi giảng cho trại thiếu nhi rồi. Tôi bài giảng tôi chỉ có 15 phút thôi. Còn nếu giảng một tiếng nữa, nó không chịu nổi. Nó ngồi nghe giảng như vậy này. Nó ngồi nghe giảng như vậy đó. Mục sư thì đứng trên giảng, còn chúng nó nghe chuyện phía dưới. Bạn cấm chúng nó à? Không, không cấm được. Bạn phải hiểu được tâm lý cơ thể của bọn trẻ con như vậy. Nếu bạn giảng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, chắc chắn là chân đá này nghịch phá rồi. Trẻ con không ngồi yên được, trẻ con không đợi lâu được. Bạn nói rằng con Giáng sinh này ba sẽ tặng cho con một cái iPhone. Tôi bảo ha, cảm ơn ba. Sáng mai hỏi quà đâu, mặc dù mới chỉ tháng 5. Tôi bảo thế iPhone đâu? Bà bảo nó Giáng sinh cơ mà. Tôi bảo ôi sao con tưởng Giáng sinh là ngày mai. Nó đâu có đo được thời gian. Nó không biết nhìn nhục, nó không biết chờ đợi và không biết ép mình được. Tôi ngày xưa đã từng là đứa như vậy. Khi ôn thi lên cấp 3, ngồi được 15 phút làm bài là đứng dậy đi ra ngoài ngắm trời ngắm sao, rồi lại vào tiếp tục. Chỉ cần 2 phút ra ngoài thôi. Bố tôi hỏi hôm mày làm cái gì đấy, tại sao học ngồi một chút là đứng dậy? Tôi bảo ôi con bị đáy rắt, không ngồi yên được, phải nhúc nhích như vậy. Và sau đó bố tôi mới có chương trình giúp cho tôi biết ngồi yên được. Bởi vì bài thi phải mất 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ. Mà nếu con trai của tôi và bạn, con gái của tôi và bạn mà không ngồi yên được gần đây tiếng đồng hồ, có nghĩa là không cần đi thi, đã biết là nó trượt rồi. Mọi người hiểu không? Học ngồi và kỷ luật quan trọng lắm. Ngồi trên chiếc xe, ngồi trên chiếc ghế ô tô mà vắt từ bên này sang bên kia đó. Danny con tôi từ bên Đức sang đây này, năm 2007 chúng tôi biết khó như thế nào. Bên Nga không có dây đeo, thậm chí là người taxi họ bẻ hết dây đeo luôn. Tôi vào ngồi kéo dây bảo ô không có cái tính. Ông dừng xe lại bảo thế mày nghĩ tao là thằng thế nào đấy? Tôi bảo thì luật tôi phải thế sao? Mày tưởng tao lái đuổi lắm à? Tao bẻ đấy, làm gì được đâu. Thế nhưng người taxi ở Nga đấy họ bẻ hết tất cả những cái dây cắm như vậy này để chứng minh rằng là xe này là xe ngồi an toàn nhất thế giới. Thật ra con trai của tôi bên kia đâu có dây đeo đâu, cứ ngồi chơi ở ghế sau này đi. Tại vì đi toàn 50 cây 60 cây thôi, không được đi quá. Đi quá là làm sao đi đổi Lada, con Lada làm sao đi nhanh được. Là sao bên này ngồi khi mà dây đeo như vậy rồi thôi la hết. Mà hồi đó cái xe không có máy điều hòa, nóng như vậy đàm phá lên và bạn chịu thua à? Bạn thả cho nó à? Không, bạn phải có cách hiểu được con của mình. Bắt đầu lâu dần cho ngồi lâu hơn chút nữa, cho ngồi hơn chút nữa. Và cuối cùng là bạn cần phải làm đúng luật. Bởi vì con của bạn nó sẽ được thay đổi khi bạn biết cách dạy dỗ và giải thích cho con của mình. Amen. Con trai của tôi thằng thứ hai lại phạm một điều khác. Chúng tôi có bà bác đi từ bên Việt Nam sang, mời bà lên trên tháp truyền hình để xem cái tháp quay, ăn kem, ăn đồ ăn trên đó. Rất lịch sự đặt hàng trước. Vừa ngồi bàn ăn chưa được mấy phút, Jimmy con tôi lúc đó mấy tuổi tiên? 1 tuổi rưỡi. Rồi chui ra chui vào, rồi lao này lao kia, đạp ghế này rồi giật ghế kia, kéo cái phủ bàn ăn xuống. Mà trong khi mấy người tiếp viên đi ngang qua, tôi vào tôi xấu hổ quá, bà bác kia cũng xấu hổ. Tôi bảo em ơi bây giờ tình hình nguy hiểm rồi. Tôi mới bế con tôi đi xuống dưới tầng, còn vợ tôi tiếp bác ấy. Sau khi ăn, vợ tôi ăn xong cái chạy xuống bế thằng con phía dưới. Tôi lên tiếp bác ăn tiếp và đi về. Đi đến Speedmark, nó bảo thích đồ chơi này. Chúng tôi bảo không được. Nó lăn quay ở giữa cái cửa hàng đó. Dậy dậy dậy. Trong trường hợp như vậy, bạn chịu nó à?
mà nói rằng ôi tự do, trẻ con biết làm sao bây giờ, nó muốn làm gì nó làm. Không, trẻ con dễ thương, nếu bạn không dạy sẽ thương không dễ. Và bắt đầu chúng tôi quyết định ngồi họp lại hai vợ chồng và nói rằng bắt đầu từ ngày này trở đi, chúng ta sẽ hạn chế tiếp khách đi ra ngoài mang con theo, và mình cần phải dạy nó tại nhà. Nó mà dạy đành đạch ở giữa nhà đó, không ai người ta biết, và mình cũng chả cần, cứ để cho dạy một hồi nó mệt nó nằm ngủ quay trên sàn nhà là xong. Miễn là làm sao nó biết được rằng bố mẹ nói một là một, hai là hai, không bao giờ bắt nạt và nắn gân được bố mẹ đâu. Và cứ như vậy đến bữa ăn, đến bữa ăn cái nó không chịu ăn. Hai bố mẹ nói con không ăn bây giờ, trước khi đi ngủ tối không ăn đâu, kể cả đói. Nhắc cho nó nhiều lần như vậy, đến trước khi đi ngủ nó đói bụng, đói ăn, đói ăn. Ba mẹ nói không là không. Được vài ba lần như vậy, bắt đầu chàng ngấm và dần dần bắt đầu ăn trở lại. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Cái vấn đề ở chúng ta là chúng ta là bố mẹ, đừng để cho cái tự do mà con trẻ thuộc linh ấy, hay là con trẻ đã còn nhỏ đấy, nó đâu biết phân biệt được luật pháp là thế nào đâu. Tự do chỉ dành cho những người trưởng thành. Và như vậy chúng ta cần phải trưởng thành hơn về thuộc linh. Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo luật pháp của Ngài mang tới. Và bảo cho chúng ta cùng nhau lớn lên theo lời của Ngài. Amen. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay. Tự do rất là quan trọng. Bạn cần phải phát triển và trưởng thành thuộc linh. Mời chúng ta cùng đứng dậy cầu nguyện nào. Oh hallelujah. Xin anh chị em cùng tôi cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính điều gì mà bạn vừa được nghe. Chúng ta trong hội thánh này không độc lập được, chúng ta phụ thuộc vào nhau. 20 thế kỷ qua, thế giới đã được đưa sang một trang sử mới. Khi Colombo tìm được châu Mỹ, trước đó người ta cho rằng thế giới rất là rộng và không thể đạt tới được. Nhưng khi tìm được châu Mỹ, vẽ lại bản đồ, thì bắt đầu thế giới trở lại bình thường. Khi có một số những công ty liên quốc gia, thì thế giới nhỏ lại hơn nhờ những công ty xuyên quốc gia đó. Và khi có máy vi tính, có handy, có điện thoại cầm tay, có internet, thì bây giờ thế giới được đặt trên một cái mặt phẳng, giống như chiếc máy iPhone, iPad của bạn vậy. Nó không những nhỏ mà còn cực nhỏ nữa. Không, nó là một bằng chứng cho bạn và tôi biết rằng không một người nào sống độc lập được. Người ta nói rằng nước Nga tự sống được không? Chỉ cần bế quan của cả một nước đó thôi là kinh tế của EU cũng bị ảnh hưởng theo. Kinh tế của mấy nước Trung Mỹ Latin, Trung Quốc, châu Á đều bị ảnh hưởng. Chúng ta có mối liên hệ với những người khác, không thể độc lập khỏi người khác được. Hãy học cách sống với nhau giống như một chi thể vậy, trong một cơ thể. Chúng ta không độc lập khỏi những chi thể khác, chúng ta là một thân. Bởi vậy cho nên chúng ta cần có nhau và cần tôn trọng người khác, tôn trọng vị trí của người khác nữa. Tự do làm trong chức năng của mình, không tự do thay chân nếu bạn là tay. Bạn làm mắt không tự do làm mồm. Tôi vừa rồi đi ra ngoài đồng để chuẩn bị bài giảng này, bỗng nhiên tôi phát hiện ra mấy điều quan trọng. Tôi ngửi được mùi của hoa cải, tôi ngắm được hoa và chim, tôi nghe được tiếng chim kêu. Ba điều ngửi, thấy và nghe, nó là một tài sản phi vật chất mà bạn và tôi được Chúa ban cho đó. Khi bạn nhìn thấy vẻ đẹp, bỗng nhiên bạn thấy người khỏe cả ra, bạn thấy người bình an hơn, bạn cảm nhận được cái đẹp đó mà nhiều người nhìn thấy mà không thấy gì đâu. Amen. Nào chúng ta đến Chúa cầu nguyện cho hội thánh chúng ta. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì hội thánh này. Hãy cho mỗi chúng con tại đây nhận thức được chúng con không độc lập khỏi những người khác. Chúng con sống cần có nhau. Chúng con cũng biết được tự do có nghĩa là cần phải gắn vào Ngài, cần phải nhận biết lời của Ngài. Và qua sự nhận biết chân lý đó thì chân lý sẽ giúp chúng con được tự do. Sự tự do được dành cho những người trưởng thành. Chúng con muốn Chúa nhấc chúng con lên trưởng thành hơn trong thuộc linh. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho hết thảy anh em chúng con tại đây, sự ban phước gia tăng hơn trên những con người. Anh chị em giơ cao tay của mình lên nào. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa vì con cái chúng con. Con cảm ơn Chúa vì gia đình của chúng con tại đây. Con cảm ơn Chúa vì những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ,
người anh, người chị đang đứng tại đây. Chúa ơi, hãy cho chúng con hiểu được độc lập, tự chủ trong tư duy quan trọng như thế nào, tự do trong sự lựa chọn, tự do trong sự hiểu biết. Điều đó sẽ giúp cho tiềm năng từ trong lòng chúng con được bộc phát, không ai chôn ta lân của mình xuống đất nữa. Nguyện ơn lành của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha và sự giao thông Đức Thánh Linh hằng ở với hội thánh của Ngài mỗi chúng con từ nay cho đến đời đời. Còn cảm ơn Chúa, hãy giúp chúng con học cách làm việc đồng đội, học cách làm việc có tổ chức, học biết được luật pháp để không phạm pháp. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.